việc Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè không phải là lần đầu. Trong những lần trước, ngay sau khi dừng đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm lại tràn lan. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của thành phố và các quận huyện, lần ra quân lần này có nhiều điểm khác biệt. Dù vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm xảy ra ở một số đoạn tuyến, song người ta thấy nhiều hơn những con đường thông thoáng. Bởi không thể phủ nhận, việc xử lý lấn chiếm vỉa hè lần này đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân thủ đô. Vỉa hè Hà Nội những ngày tháng 4. Bên cạnh những vỉa hè thông thoáng, sạch gọn là những tuyến phố nhếch nhác. Xe cộ để lộn xộn, phần còn lại bị những gánh hàng lấn chiếm. Những vỉa hè vốn chật hẹp khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Buộc lòng phải đi đường, biết là đi nguy hiểm. Nhất là những người cao tuổi như tôi đi rất dễ bị va chạm. Nhưng không có chỗ nào, có lối nào khác, nó chỉ có một đoạn lại xuống. Trong một tháng qua, dù các lực lượng chức năng ra sức tuyên truyền, vận động và thậm chí sử dụng những biện pháp mạnh, nhưng cứ tổ công tác đi qua là vỉa hè lại bị tái lấn chiếm. Là còn những trường hợp người ta tái vi phạm vì cũng là cuộc sống mưu sinh, vì cuộc sống gia đình, người ta nuôi cơm áo gạo tiền nuôi gia đình thì người ta phải cần bám vỉa hè thì người ta vẫn cố tình. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái quá trình vận động tuyên truyền nhiều thì các hộ sẽ tự nhận thức ra. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Hà Nội đã thay đổi. Những con đường với vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ, dành lối cho người đi bộ. Ngoài sự quyết liệt của các quận huyện trong xử lý lấn chiếm vỉa hè, thì chính người dân là nhân tố quan trọng cho sự thành công ấy. Trong một tháng qua, có tổng cộng 122.500 hộ kinh doanh đã ký cam kết không lấn chiếm. Hàng triệu người dân đồng thuận chủ trương dành vỉa hè cho người đi bộ. Trong đó, rất nhiều trường hợp đã đi đầu chấp hành. Người đàn ông này là một trong hàng trăm hộ kinh doanh tự nguyện phá dỡ máy che mái vẩy khi Hà Nội thực hiện chiến dịch làm sạch vỉa hè. Trước đấy buôn bán ở ngoài vỉa hè, hiện nay là cho vào trong gia đình hết. Tức là để cho khách ngồi trong gia đình, nó cũng có cái khó khăn cho trong kinh doanh, tức là thu nhập nó có giảm đi, thế nhưng mà gia đình cũng vẫn vui. Còn chủ hộ này không phải đợi đến khi chính quyền phá dỡ mà chủ động phá bậc tam cấp để làm gương cho các gia đình xung quanh. Phường vận động thì tự coi tháo dỡ ngay, thì từ cái chỗ mình là một người đảng viên, mình đi đầu thì người dân thấy như vậy và mọi người cũng thấy bằng gì? Người ta nói nhà ông Quang mà còn phải phá thì chắc nhà mình cũng phải theo thôi. Những cá nhân gương mẫu có ý thức chấp hành tốt nêu trên sẽ được nêu gương tặng thưởng. Trước mắt là quận Thanh Xuân sẽ đi đầu thực hiện biện pháp này. Chúng tôi cũng đã có xây dựng một cái cơ chế, đó là cơ chế khoán khoản, và cùng song song việc đó, đó là cái công tác tuyên truyền tới từng hộ dân, đó là công tác rất là tốt để mà triển khai các bước đồng thuận của người dân. Có thể nói, dù chính quyền quận huyện, thành phố có quyết liệt đến đâu cũng không thể đủ lực lượng để túc trực 24/24 giờ. Do đó, chỉ khi người dân hiểu và tự nguyện chấp hành thì kết quả mới thực sự bền vững.